ta nhìn nhau bâng khuâng, đâu biết rằng chuyện đôi ta sẽ vui hay buồn. Ngày mai giá đơn đi đường chân hai lối mộng kỳ, từ đây biết xa sao. Nếu chúng mình hẹn ngày tao xa quá anh ơi, thời gian xin lắng đọng đợi chờ, để đôi tim ước mộng đèn tình thương tô thắm đôi môi hồng. Đây một phong thư xanh trao đến người để quên. Nam Khánh Nha xin kính chào toàn thể quý vị. Và trong clip ngày hôm nay thì em lại giới thiệu đến quý vị một số những cái cặp củ bắt 30 hay 5 toàn giải và đồng trục. Ở đây thì sẽ có một cặp nhỏ nhất là cặp Tetco. Con này thì hãng Tetco họ đặt hàng của Fortech sản xuất. Đây là những cái phễu này. Đấy, thì đều là giống hệt 100% của những cái con tầm giải Fortech có phễu các nhá. Đấy, con này là 25cm này. Đấy, tình trạng đẹp xuất sắc và nguyên zin, hoạt động tốt các nhá. Đấy, tuyến loa cực kỳ đẹp. Và một chút nữa em sẽ lật tất cả những cái củ loa này lên để cho anh em, vừa rồi thì em quay một lượt ở phần mặt trên, chút nữa em sẽ úp hết xuống cho quý vị cùng nhìn. Đấy, tuyến loa rất đẹp nhá các nhá. Đấy, đây là cặp nhỏ nhất là cặp bát 25. Bây giờ em sẽ úp xuống, giới thiệu đến đâu thì em vẫn báo giá luôn đến đấy cho quý vị cùng xem nhé. Đấy, đây là cặp Tetco 25cm, 8 ôm. Dòng này thì dòng loa chuyên dụng rồi, rất hay, tiếng trung âm rất là tốt. Con này thì đây là có những cái cọc răm cắm để anh em cắm vào đây. Đấy, còn nếu mà anh em thích hàn cũng được, tùy. Nói chung là mình làm cái răm cắm thì nó tiện hơn các nhá. Đấy, giá cái cặp Tetco 25cm, đấy, mã của nó là 25S50 gạch ngang 1, 8 ôm. Đấy, sử dụng những cái linh kiện của Fortech, củ còn rất là đẹp. Giá là 4 triệu đồng quý vị nhá. Giá là 4 triệu đồng.
toàn bộ đẹp, len ken, nguyên zin, hoạt động tốt. 4 triệu đồng cặp Techco này quý vị nhá, em sẽ bỏ ra đây để cho nó đỡ vướng. Tiếp theo thì ở góc bên phải này thì có một cặp Fortech PS300. Đấy, cặp này thì cặp gọi là hết số của dòng Fortech 430 có phễu. Đấy. Coi tuyến loa thì nó có những cái vết bụi bẩn nhá. Nguyên zin chưa có lau chùi gì cả. Đấy, phễu thì cực đẹp rồi. Dòng này thì dòng lớn, gân vải các nhá, gân vải siêu mềm luôn. Con này củ 500 rất là to. Đấy, bên đây. Đấy, tất cả nguyên zin nguyên bụi nhá. Con này còn nguyên những cái vết bụi này chưa lau chùi gì luôn này. Đấy. Sạch đẹp. Củ 500 con này thì cực kỳ khủng. Rộng cái 500 này rộng 17 cm các nhá. Đấy. Nguyên zin hoạt động tốt hết. Đây là hai cái cọc răm cắm loa này. Củ còn rất đẹp. Giờ em sẽ đặt cái đây để em lộn cái củ lên cho quý vị cùng nhìn nhé. Cặp này thì trước đây em cũng có bán qua mấy cặp rồi, lâu lắm rồi thì cũng lại mua một đôi nữa các nhá. Đây. Đấy, nguyên zin nhá, bụi bẩn chưa có lau chùi gì luôn. Ở đây thì có hai vết băng dính của Nhật, anh ấy dính cái giấy gì vào đây, nó dính lại vết keo. Đấy, còn đây này, Fortech PS300 made in Japan. Con này thì có công suất của nó là 100W là Loman này, còn maximum của nó là lên đến 150W cơ các bác nhá, made in Japan. Con này thì anh em lên thùng quánh cực phê luôn, và anh em có thể hát karaoke cái cặp này rất hay, tiếng rất là bay luôn nhá. Đấy, mấy em cỡ bot 301 series 3 thì chắc là ghép tầm 4 đôi vào thì may ra mới bằng được con này. Củ 117cm nhé, 117cm. Đấy. Đây, con này thì có một cặp, này là một cặp nhé, và có một chiếc lẻ nhé. Một chiếc lẻ này thì anh em dùng hát văn mà có nhu cầu thì liên hệ cho em nhé. Đây là chiếc còn lại này. Fortech PS300 các nhé, 8 ohm 100W made in Japan, cực kỳ đẹp luôn. Nguyên zin hết nhá, chưa có động chạm gì cả, đã test rồi, hát tốt. Giá cái cặp này thì mấy cái bữa trước thì là 10.500.000, cái cặp này thì giá nó có rẻ hơn được đôi chút các bác nhá. Cặp này thì là 9 triệu đồng. Đấy, 9 triệu đồng các bác nhá, 9 triệu đồng. Hôm nay thì em sẽ báo giá luôn những cái sản phẩm trong video này đều được bao ship các nhá. Đấy, cái này là đã bao gồm phí ship nhá. Cái này cũng đã bao gồm phí ship nhá, 4 triệu nhá. Đã bao gồm phí ship, bao ship toàn quốc nhá. Chỉ ship qua đường gửi thôi nhá, gửi bưu điện chẳng hạn hoặc là Viettel, chứ em không ship kiểu xe ôm đâu. Xe ôm thì ví dụ mà anh em bảo bao ship đi khoảng tầm 50 cây thì không đỡ được. Nói chung là bao ship đến tận tay anh em, nhưng mà theo hình thức là sẽ gửi qua Viettel để người ta giao tận nhà anh em. Đấy. Cặp này 9 triệu, cặp này là 4 triệu các nhá. Đã bao gồm phí ship. Ở góc giữa này em sẽ bê nó ra đây luôn để cho quý vị nhìn nó dễ nhá. Cặp này rất là nặng này, cặp Fortech cổ này. Đây là cặp Fortech cổ, làm trầm cũng không kém gì cái cặp Fortech PS 300 luôn. Đấy, quý vị nhìn được, cũng làm trầm 16.5 đến 17 cm nhé. Cặp này là cặp Fortech cổ, em sẽ quay gần hơn để cho quý vị nhìn cái model của nó. Đấy, Fortech Japan đó. Đấy, con đời cổ nó sẽ có những cái logo của Fortech như này. Mã của nó là 25S35, Loman là 15W và Music là 50W, 8 ohm các nhá. Con này làm trầm rất là kinh khủng luôn này. Củ xương 7 màu quý vị nhá, củ xương 7 màu. Con này thì dòng này nó thiết kế như những cái dòng loa Mỹ luôn. Clip này sẽ hơi dài cho anh em cố gắng theo dõi hết video để mình có thể xem được cái video này có những cái sản phẩm nào ưng ý với mình không quý vị nhá. Đấy, cặp này là cặp 25cm nhá các nhá, màng giấy
mang giấy, rốn nó là rốn vải nhá, cực kỳ mềm luôn, quý vị nhìn thấy độ nhún của nó, đấy, chỉ hơi chạm vào cái nón này thôi, nó đã thò thụt rất là ác. Gân của nó là gân vải tẩm dầu cực kỳ mềm, có thể gân siêu mềm luôn. Đấy. Theo thời gian thì nó cũng có bị gọi là không còn được tròn vành vạnh nữa, bởi vì cái dòng này gân nó rất là mềm, quý vị nhìn thấy không? Cực kỳ mềm luôn đấy. Thì là nó cũng có bị hơi nhăn nhăn như này theo thời gian, các bác nhá. Cái này thì không tránh được. Dòng này thì nó gân của nó thiết kế đặc sệt giống như những dòng loa Mỹ cổ, gân cực kỳ mềm luôn. Đấy. Còn nó tẩm dầu, nó dính cái bụi này theo thời gian. Những cái bụi này thì mình có thể gỡ ra được, các bác nhá. Màng giấy, tuyến hoa thì đẹp xuất sắc, các bác nhá. Nó có một cái phễu này. Cái phễu này nó làm bằng nhôm. Đấy. Có một cái phễu nhá. Đấy. Đấy. Tuyến hoa này rất đẹp, các bác nhá. Em sẽ quay đứng im một chút để cho quý vị nhìn cho dễ. Quay lướt qua để anh em nhìn nó hơi khó. Đấy, còn đây là quay đứng im như này. Đấy, rất đẹp nhá. Zoom lại cho anh em nhìn cái phễu của nó này. Đấy. Quả phễu nhôm nhá. Lần đầu tiên thấy cái loại phễu nhôm này. Bình thường thì họ dùng phễu giấy, con này dùng phễu nhôm. Chiếc bên đây nguyên zin và hoạt động tốt. Cặp này thì nó là cặp bắt giải rộng anh em nhé, chứ không phải toàn giải nhé. Em nói rõ để anh em cân đối, mà lại tưởng nó là toàn giải. Cặp nào toàn giải em sẽ nói là toàn giải. Ví dụ như hai cặp vừa rồi là toàn giải, nó sẽ có phễu. Còn cặp này thì là cặp bắt giải rộng, phễu là phễu nhôm. Chắc là họ thiết kế để hướng một chút và cho nó đẹp thôi, chứ còn nó không phải là toàn giải đâu nhá. Nó là giải rộng. Đấy, 25 cm. Cả vành thì nó là 26, thông số bát thì người ta tính là 25, các nhá. Giá cái cặp Futter cổ này. Đấy, Futter với cả Futter thì nó là một rồi. Tiền thân thì nó là Futter. Giá là 3.600.000 đồng anh em nhá. Anh em chế cháo cặp này thì cực kỳ quý luôn này. Củ lắm châm rất là bự. Và cặp này thì đảm bảo với anh em là thị trường thì chả ai có, bởi vì nó là dòng cổ rất là hiếm, củ bảy màu còn cực kỳ đẹp luôn nhá. Nguyên cả cái những cái tem tem kiểm định của Futter, cực kỳ độc cổ luôn, rất là sâu đời rồi. Củ âm châm dã man à. Tầm con này thì tầm khoảng 16.5 cm cái củ âm châm này nhá. Giá là 3.600.000 đồng cho cặp bát này. Cặp bát giải rộng của Futter cổ. Tiếp theo thì em quay cho quý vị một cặp cặp toàn giải của Toa. Cặp này thì nói chung là quá là đình đám rồi. Hiện giờ thì anh em chơi hát văn những cái cặp như này thì rất là được ưa chuộng, vừa hay vừa chất luôn. Cặp này thì em đã phải sưu tầm ở bên Nhật, nói chung là rất là khó mới mua được cái cặp cặp toa này, bởi vì những cái cặp này bây giờ họ mua, họ săn rất là kinh khủng luôn. Cho nên là thứ nhất là giá nó sẽ bị cao hơn so với cả vài năm trước, thị trường nó lên mà, thì anh em phải hiểu cái điều đó. Đấy, thế thôi. Còn đâu là như cái cặp này thì em săn từ Nhật về trong tình trạng đẹp xuất sắc, không tì vết luôn. Đây là phần màng loa này, phễu này, rốn này, tất cả đều leng keng, các nhá, leng keng luôn và bảy màu luôn. Con này thì mở nhỏ cũng hay và mở lớn cũng hay. Những cái lời ca sĩ của cái con được thể hiện trên cái cặp toa này thì cực kỳ chính xác. Củ bảy màu nhá, em sẽ quay cái này mà để ngửa ấy, thì nó sẽ quay lên nó hơi khó. Em sẽ lần lộn nó lên cho quý vị cùng nhìn nhé. Cặp này nó lâng như lâng trứng, giống như hứng hoa. Đây, quý vị có thể nhìn được cái độ mới của cái cặp toa. Đấy, cặp toàn giải toa bát 30 đâu, cực kỳ mới luôn. Như vừa xuất xưởng nhé. Của ống 7 màu luôn. Cái này thì em quay clip xong em sẽ phải bọc cái băng dính lại, bọc cái băng bằng co lại để cho nó giữ được những cái bảy màu như này.
Đấy. Mã của cái củ này thì là toa PST48 8 ohm, công suất của nó là 35W, made in Japan. Đấy. Series của nó là B143. Bên đây trùng series luôn nhá quý vị nhá. Trùng series luôn, B143. Đấy. Cực kỳ quý hiếm. Cái này thì nguyên zin 100% và hoạt động tốt. Đấy. Như các bác vừa theo dõi, em vừa quay clip cái con toa này. Đấy. 30cm cao nhá. Cặp này 30cm, cả vành của nó thì là 31cm. Siêu mới luôn, củ nam châm cũng rất to. Đấy. Con này thì không to bằng những cái dòng kia được. Đấy. Nhưng mà củ con này thì cũng không kém cạnh gì. Đấy. Cũng bằng cái đĩa CD nhá. Bằng cái đĩa CD nhá. Không phải nhỏ đâu nhá. Và củ nó rất là nặng. Nhìn thấy cái xương này thôi, nhưng mà nó rất là nặng, xương nó rất dày. Giá cặp toa hiện tại đây thì có giá là 8,5 triệu quý vị nhá. 8,5 triệu đã bao gồm phí ship toàn quốc các bác. 8,5 triệu. Hôm nay em sẽ bao ship tất cả các mặt hàng cho quý vị luôn. 8,500,000 đồng, cực kỳ đẹp luôn. Thôi không dám lật ở đây nữa, lật ở đây nữa chẳng may chọc cái gì vào rách màng đã được ngồi cười hết lượt. Tiếp theo em quay cho quý vị một cái chiếc củ Fortec PS300. Con này thì đẹp đang keng, nhưng mà mỗi tội nó có mỗi chiếc. Đấy, gân vải còn ướt nhá. Tuyến loa cực đẹp rồi. Đấy, giá cái cặp này thì là 3,800,000 đồng. Cái này chỉ có một chiếc anh em nhé. Anh em những anh em hát văn thì chơi cặp này tuyệt vời luôn. Bữa trước thì có một bác thì mua cái cặp 10,500 ấy, thì bác ấy cứ muốn mua một chiếc nhưng mà thực ra thì không thể phá một đôi ra mà bán một chiếc được. Đấy. Bây giờ thì mua được một chiếc, giá đã khá hợp lý, giá chỉ có 3,800,000 đồng thôi. Anh em chơi cặp con này thì quá ok nhá. Củ châm thì quá khủng rồi. Nguyên zin 100% nhá, các bác nhá. Đã test là hát tốt rồi. Anh em thì về chỉ được lên thùng là chơi thôi. Đấy, con này lời tuyệt vời. Tiếp theo em quay cho quý vị một cặp củ Mỹ Jensen. Con này thì bữa trước có lên clip rồi, hôm nay lên quay kỹ cái tiếng loa cho quý vị cùng nhìn nhá. Đấy. Giá cặp này thì cực kỳ là rẻ luôn. Đấy, một cặp bass dài rộng nhá. Bass dài rộng của Mỹ Jensen made in USA. Chỉ có 2,800,000 đồng quý vị nhé. Đây, Jensen made in USA. Zoom lại gần hơn cho các bạn nhìn nó dễ nhé. Jensen bản special đặc biệt nhé. Đây, made in USA này. Tem này của nó là tem nhôm nhé, đặc trưng của cái dòng Jensen cổ này. Đây, còn đây màng là màng giấy rốn nỉ. Màng giấy rốn nỉ, rốn rất sâu. Màng con này là màng nối nhá các bác nhá, màng nối đây. Đấy, hãng là nối chứ không phải mình nối đâu nhá. Đây là em quay cho quý vị nhìn này. Đấy, màng nối. Công nghệ cực cao. Tiếp theo thì em quay cho quý vị một cái cặp. Nhìn anh em nhìn cái này, cả cái kia khá giống nhau. Đấy, con này cũng là dòng Mỹ cổ ấy. Đấy, con này thì nó khác một chút là củ nam châm Aleco và cái loa nó rất là cao. Đấy, đặt như này anh em nhìn này. Củ nam châm con này thì đồng trục này thì toàn bộ củ nam châm của nó Aleco. Đấy. Cũng rốn nỉ như con kia. Đấy, màng con này thì không nối đâu, màng này là màng phẳng bình thường. Đấy. Tiếng loa rất đẹp nhá. Đấy, cực kỳ mộc mạc luôn. Con này về anh em lên thùng là chơi hoặc là chơi bán hở cũng được, không cần phải đóng thùng. Con này thì anh em lên đóng thùng này. Đấy. Giải trầm nó khá tốt. Những dòng này thì anh em không thể chơi nhạc mạnh được. Đấy. Hai cái con này thì anh em không thể chơi nhạc mạnh được, anh em chỉ chơi những dòng nhạc bậc mạc thôi nhá. Củ nam châm Aleco các nhá. Ở trong này đây là có một cái lắp chủ, đây là những cái đường để anh em hàn dây loa vào đây. Vừa rồi thì quay cái phần mặt trên rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay đến cái phần củ nam châm và phần củ và phần úp phía sau đây nhá. Đấy. Rất bự nhá, con này củ nam châm Aleco móng ngựa nhá. Đây là cái màng của nó này. Đấy. Từng cái màng đều có mã số nhá, 234169 nhá.
Đây là mã của nó này, Atron 30cm này, xe 12. Con ốc này để anh em tháo và lắp này ra, và nó sẽ có cái củ 500 ở phía trong. Đây, quay cho anh em cả cái chiếc bên này, trùng cả cái màng trùng seri luôn nhé, 234169 nhé. Đấy, bên đây cũng vậy, 234169 này. Đấy, bên này cũng vậy. Trùng seri nhé, trùng một đôi luôn. Đấy, cái mã Atron xe 12 có logo hình chiếc lá và cái tia sét này. Tất cả đều rất đẹp và hoạt động tốt, quan trọng nhất là nguyên zin. Đấy. Cặp này thì anh em chơi những dòng nhạc vàng, nhạc Freddy 75 rất hay, và những dòng nói chung nhẹ nhàng, những dòng nhạc chậm. Đấy, bằng cối đĩa than cực kỳ tuyệt vời luôn. Chất âm những cái dòng này rất là mộc mạc nhé. Nó khác hoàn toàn với cả những cái dòng loa đời sau. Giá cái cặp này thì trước em bán một cặp thì đó là cặp toàn giải, thì giá nó cũng cao hơn, giá con đấy là 8 triệu rưỡi. Con này thì giá tốt hơn này. Giá là 7.500.000 đồng các nhá, 7.500.000 đồng. Quý vị có nhu cầu cái sản phẩm nào thì chúng ta hãy liên hệ cho Nam Khánh số điện thoại 0972451489. Quý vị ở Hà Nội thì có thể qua trực tiếp, còn nếu mà quý vị ở tỉnh hoặc là anh em ở trong Sài Gòn, miền Trung, miền Nam thì em sẽ gửi hàng qua bưu điện nhé các bác nhé, sẽ giao tận nhà các bác luôn. Đảm bảo là phải bọc thật kỹ để gửi đến tay anh em, nó phải nguyên lành, phải đẹp nhé, chơi nó phải chuẩn. Con này cực kỳ chất luôn, củ 7 màu. Chưa bao giờ gặp một con củ 7 màu là cái xương của nó còn mới như con này các bạn. Tuyến loa thì không tí vết nhé, tuyến loa không tí vết. Giá 8.500.000. Rồi em xin kết thúc cái video clip tại đây. Hẹn gặp các bác ở cái video clip tiếp theo. Xin cảm ơn. Quý vị các bác là có nhu cầu cái sản phẩm nào thì cứ alo trực tiếp cho Nam Khánh số điện thoại 0972451489, hoặc các bác có thể inbox trong Zalo có nhu cầu chụp ảnh kỹ hơn chẳng hạn thì để em sẽ gửi cho quý vị. Em xin kết thúc cái clip tại đây. Các bác nào xem mà chưa ấn đăng ký kênh thì xin vui lòng ấn nút đăng ký kênh để theo dõi các mặt hàng của em đăng lên, và các bác ấn nút chuông chuông để nhận được thông báo clip mới nhé. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video.